Thế rồi chúng ta sẽ làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Gia Lai. Năm học 2002-2003, đề như sau. Bắt đọc đề đây. Ở đây chúng ta sẽ có đó là chúng ta có môn nhôm, môn bạc và môn chì. Nhớ thầy đi em ơi. Bao nhiêu môn bạc, bao nhiêu môn chì, bao nhiêu? Nhà môn nhôm là 17 phần 1.500. Sẽ lấy vậy. Em cũng không biết nữa. Còn AG là 0,022. Đẹp luôn hả? AG đẹp hả? Dạ đúng rồi, AG đẹp luôn. 0,022. 0,022. MBB là bằng 0,018. Ở chỗ nó không đẹp ta. Thì chúng ta để bao nhiêu? Làm tròn đây cũng được. 0,011 ha. À, sắp xỉ. Trường hợp B vào A số nữ bao tất cả 2 lần. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chừng nợ gam chắc rắn D. Tiếp theo chúng ta là tính phần trăm về khối lượng của các chất có trong rắn D. Khi chúng ta cho nhiều kim loại vào trong hỗn hợp được chưa? Chứ một mối thì chúng ta phải nắm cho thầy được cái thứ tự phản ứng. À, khi bạn cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Như vậy từ 1 đến 4 là chúng ta sắp xếp theo chiều kim loại giảm dần. Như vậy ở trong trường hợp này bạc là một kim loại đứng sau đồng, do đó nó không thể tác dụng được với muối đồng. Đó là điều thứ nhất. Điều kiện để một kim loại không tan tác dụng với muối tan đó là kim loại đó phải đứng trước kim loại đứng trong muối nha. Như vậy trong trường hợp này chỉ có hai kim loại tác dụng, đó là nhôm và chì. Trong hai kim loại này thì lưu ý này, đó là gì? Trong hai kim loại này thì cần lưu ý nhôm và chì đúng không? Thì nhôm là kim loại mạnh hơn chì, thì nhôm sẽ phần trước, chì phần sau. Nhôm cộng cho Cu NO3 tất cả 2 để tạo thành Al NO3 tất cả 3 cộng Cu. Ta đi cân bằng phương trình. Cho ta nghe. Vì nhôm phản ứng trước thì nhôm phải hết. Nhôm là số mol là 0,011. Chuyển qua bên kia. Chuyển qua cho đồng lên mời. 0,066. Đâu cho em? Đâu? Ủa 0,165 mà thầy. 0,065. Rồi. Tiếp. Sau đó chì sẽ vững. Được cho em. Bây giờ chì chúng ta số mol ở đây là 0,018. Ở đây chúng ta giả sử số mol đồng ở đây vẫn là ban đầu đi. Cu nổ ba tất cả 2 lần chúng ta cho luôn đi. Đó là xmol. Thì vấn đề nó là 0,0165.
Như vậy ở đây phản ứng phương trình 2 mình cho nó là y đi. Bây giờ theo bạn là cái chì này vẫn hết hay không và vì sao? Theo em là cái chi này nó không phản ứng hết đó thầy. Vì sao vậy? Dạ bởi vì nếu mà nó phản ứng hết đó thì mình sẽ tính được hết luôn. Đúng rồi, chính xác. Nghĩa là chúng ta sẽ tính được rắn đê chỉ có đồng thôi và bạc thôi đúng không em? Các bạn hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Dạ có. Nếu trong trường hợp này mà chì nó phần hết thì chúng ta chuyển qua mol đồng, tính được khối lượng đồng luôn. Đúng không? Giả sử nó phần hết đi là biết liền à. 0,018 giả sử hết nha. 0,018. Cái đứa mấy đứa sẽ tính khối lượng của đồng cộng các khối lượng bạc ban đầu. Nếu ra đúng bằng 0,646 thì 6,046 thì mới tính đúng, còn không thì chúng ta sẽ làm lại. 64 này nhân cho 0,0165 cộng 0,018. Được chưa em? Cái này hiểu chưa? Rồi, chúng ta cộng cho khối lượng bạc là 32,376. Rồi, ở đây mình tính được khối lượng ở đây bằng 4,584 vô lý. Đúng không em? Điều này chứng tỏ là cái chì chúng ta sẽ phản ứng còn dư. Hiểu vấn đề không em ơi? Dạ hiểu ạ. Đó, cái giả sử đây biết. Phản ứng ở đây là y. Qua đây là y. Như vậy chúng ta có 6,046 gram D gồm đồng không thấm, đồng mà tạo thành là 0,0165 cộng cho y. Tiếp tục. Gì nữa em ơi? Đồng rồi có gì nữa? Bạc không phần đúng không? Dạ đúng rồi thầy. 2,376 gram chì là 0,018 trừ đi y. Cái đây bạn sẽ cho thầy y bằng bao nhiêu luôn đi. Tự bấm nha. Cái này vừa sơ tự trình bày đó, mình ghi như thế là hiểu rồi, cần nói nhiều. Bây giờ mà nhà ấy là 0,00 78 gần bằng. đúng rồi, sắp xỉ 0,0077 thì cho 78 này cũng được. Ok, chính xác rồi đó. Rồi khi coi thì chúng ta sẽ biết được D cũng gì thế thôi. Vậy từ đây đi, yêu cầu chúng ta tính phần trăm khối lượng của các chất có trong D.
Bấm bằng bao nhiêu em ơi? Bao phần trăm của CO là bằng 25,72. Chơi. Okay, còn phần trăm AG là 39,3 thôi. Em 100 trừ đi 25,72 trừ đi 39,3 ba bằng Mình 34,98 thôi. đây là đáp số cuối cùng 1 2 3 à. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Không. Theo em đánh giá thì đây là một câu hỏi dễ hay câu hỏi khó? Cũng bình thường. Thế đây thầy đánh giá thầy là một câu hỏi dễ. Một chỗ đây bài toán này chúng ta phải hiểu được thứ tự phản ứng bằng cách chúng ta sẽ biết được giải hoạt động học của kim loại nha. Thế thôi.